Mảnh ghép tiếp theo cũng ghi nhận tại Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đoàn Cựu chiến binh Sư đoàn 3 Sao Vàng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Liệt sĩ Cầu Cỏ Mai, phường 12, thành phố Vũng Tàu. Tại Tượng đài Liệt sĩ Cầu Cỏ Mai, phường 12, thành phố Vũng Tàu, các cựu chiến binh Sư đoàn 3 Sao Vàng đã thành kính dâng hương và dành một phút mặc niệm tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tượng đài Liệt sĩ Cầu Cỏ Mai được khánh thành năm 2007, ghi tên 75 chiến sĩ của Sư đoàn 3 Sao Vàng đã anh dũng hy sinh trên đường tiến về giải phóng Vũng Tàu ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cùng với trận đánh Ba Lát, trận đánh Cầu Cỏ Mai là một trong những trận quyết chiến của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn tỉnh Bà Rịa Long Khánh năm 1975.